Good afternoon, everybody. Good afternoon, all friends. Today, I want to share with you the real story. It happened to my husband on 9/11, which is today. So today is, first of all, give 1 minute to ceremony the people who die on 9/11. We was 1 minute to say bless them, and God bless them in the heaven. I'm gonna share with you the real story about this happened that day for my husband. He's was in the business trip, and he was in that airport, but he fly different schedule airplane to went home. And when this happened at 9 o'clock, over 9 o'clock, a little bit minute on that day, he was on the air. So all the air, so they call all the airplane coming down back to the ground. So his airplane come back to the ground, but is that happened for that another two airplane in that airport? But he lucky he's not in that airplane. And he have to go down, and he have to look for a car rental to drive from New York to went home for 600 miles for that day. He went home, and he would say, "Oh my God, thank God that I'm still survived." So today is every year on this day we went to Italy restaurant to celebrate, not celebrate, but ceremony and celebrate he life still exists today for 18 years. So today we went to that restaurant. Every year this day he went there to drink and to thank God that he still survived. So that is the real story I want to tell you this video tonight at the restaurant. So I just want to start the beginning of my video, which is we celebrate, we ceremony for all, God bless American in 9/11. All right, so thank you so much for watching my video. I'm gonna tell you the story later in the restaurant. All right, thank you. Chào các bạn, hôm nay là ngày thứ tư, và cũng là ngày tháng 9, tháng 9 11 Tây, tức là 911, là cái ngày 18 năm về trước. Là đây là chuyện sự thật, chuyện có thật với ông xã của Kim Ngân, là cái ngày đó là nước Mỹ một cái chuyện rất là buồn, khủng hoảng xảy ra cho toàn nước Mỹ. Tức là cái tòa nhà, hai cái nhà cao nhất ở New York bị hai cái máy bay, bị cái máy bay nó đâm vô ngã. Thì khoảng hơn 5.000 người chết trong cái ngày đó. Thì cái ngay cái phi trường đó, ông xã của mình cũng đang đi về. Ông xã mình thì đi họp ở bên đó, đi bên New York, đi meeting, business trip, tức là đi meeting, đi họp. Thì ông xã mình cũng ở trong cái phi trường đó, nhưng may mắn là cái máy bay khác. Tại vì phi trường nó có cả mấy trăm chiếc máy bay, nhưng mà ông xã mình cũng bay lên cái khung trung trên trời lúc giờ đó, ngày đó, và ở cái phi trường đó. Nhưng mà họ không có pick cái, không có chọn cái máy bay của ông xã mình. Nếu mà ông xã mình trong cái chuyến máy bay đó thì ông xã mình 18 năm nay đã nằm ở dưới lòng đất rồi. Thành ra là mỗi năm, rồi sau đó thì là sau khi mà cái máy bay đó nó bị nổ hai cái nhà đó sập xuống, thì là ông xã mình, tất cả những máy bay trên không trung người ta kêu phải xuống hết, phải đáp xuống hết, trở lại không được bay nữa. Thì ông xã mình trở lại phi trường đó, và ông xã mình lật đật mướn cái chiếc xe, và ông xã mình lái từ ở bên đó về tới nhà là hơn 500 mile, tức là lâu lắm, nguyên một ngày luôn lái mới về tới nhà được. Thì ông xã mình hoàn hồn là vẫn còn sống cho đến ngày hôm nay. Thì mỗi năm là cái ngày này là mình phải tưởng niệm tới những người đã mất, chia buồn với họ, hy vọng là Chúa
cầu nguyện Chúa với mẹ sẽ đưa những linh hồn đó về bên thiên đàng. Và ông xã mình thì ngược lại, ông xã mình lại đi ăn mừng và tưởng niệm là cái ông xã mình không có là một trong những người bị chết trong cái máy bay đó. Thành ra là ngày hôm nay là Kim Ngân sẽ năm nào cũng vậy á, ông xã mình tới cái nhà hàng này và ăn và tưởng niệm cái ngày 911 này. Thành ra Kim Ngân sẽ chia sẻ với các bạn tối nay ở nhà hàng đó. Và bây giờ thì Kim Ngân đang lái xe để cũng chia sẻ với các bạn như vậy đó. Thì hy vọng là các bạn theo dõi cái video của Kim Ngân, và mình cũng dành một phút mặc niệm cho những người đã khuất, những người trên cái máy bay đó đã chết đi. Hai chiếc máy bay đã chết và cái tòa nhà đã sập xuống vì khoảng hơn 5.000 người đã chết trong ngày hôm đó. Là 18 năm rồi các bạn, đây là 18 năm cái lịch sử của nước Mỹ không bao giờ quên được hết 18 năm. Thành ra là mình cầu nguyện cho những linh hồn đã được về cõi thiên đàng với Chúa và mẹ. Đó là Kim Ngân cầu nguyện. Và để tưởng niệm lại thì gia đình của Kim Ngân cũng sẽ đi đi ra nhà hàng để mà ăn, để mà tưởng niệm cái ngày đó. Năm nào ông xã mình cũng đi tới cái nhà hàng này 18 năm nay rồi, thành ra là không có thể nào mà bỏ được. Và đây là một cái câu chuyện mà để chia sẻ với các bạn, thật sự rất là hay và thật sự đến với gia đình của Kim Ngân. Thành ra Kim Ngân mới chia sẻ với các bạn như vậy. Ok, rồi bây giờ là Kim Ngân trở lại lái xe. Thành ra Kim Ngân sẽ tắt cái máy, và tối nay Kim Ngân sẽ edit cái video này lên để mình tưởng niệm những người đã khuất trong cái cuộc khủng hoảng bị khủng bố cái ngày 911 là ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và chia sẻ với Kim Ngân trong cái video này. Dear friends, I want to say thank you so much and thank God that is blessing my husband is to survive today 18 years ago for 9/11, and today is 9/11. So we was pray God to protect American. God bless American. Thank you so much, and wish everybody have a good productive day at work, whatever you did it. So thank God. Bye bye. Kim Ngân trên đường lái xe đi đến nhà bên kia. Thành ra là Kim Ngân chia sẻ với các bạn ngày hôm nay thành phố cũng bình thường, nhưng 18 năm về trước thì là một chuyện kinh hoàng xảy ra cho nước Mỹ. Thành ra là cầu nguyện cho nước Mỹ sẽ không có chuyện gì xảy ra trong ngày hôm nay, ngày tưởng niệm 18 năm về trước của nước Mỹ. Xin chia sẻ với các bạn trên đường đi, chúc mọi sự bình an trong cuộc sống hàng ngày đến với các bạn ở khắp mọi nơi, và cho những người thân đang đi làm ở ngoài đường, ở khắp mọi nơi đều được bình an, không có chuyện gì đáng buồn xảy ra mỗi ngày như mỗi ngày. Cả Chúa và mẹ sẽ ban bình an, ơn trên sẽ ban bình an cho tất cả những người thân yêu. Sẽ không có chuyện gì xảy ra cho chúng ta hết nếu mà chúng ta sống phải, sống đúng, phải không các bạn? Đó là những chia sẻ của Kim Ngân. Dear friend, today is normal day for everybody around the world, but with American today is 18 years ago is a nightmare. It's a nightmare, and it is a sadness day. 18 years ago an American, and today for the memory, for the ceremony, for the sadness day, to pray for all the people who not survive in that day in the two building at New York for 9/11 happened with
but my feeling is kind of pretty sadness and not as a normal day, because for the memory 18 years ago, this is the day is never forget in our life in America. I live here in 40 years, and thank God that America was support and raised me in here in America. This is my homeland for my life. So I was love and go to church and pray for everybody, your family out there in the street, go to work, live in home. Everybody will have God protection, God support and care for you everywhere around the world, even especially in America today, 9/11, all right? I was sincerely, deeply pray and wish everybody would be safe and not happen to every family. Of course, it's happened to their family. It's so sad who was in the member of that happened to 18 years ago. Still have to remember today. And it's a nightmare, so nobody gotta forget that. But I just only know how to share and pray for those people who died for America on that 9/11, all right? So sincerely, and God bless America. Thank you so much.